Lương Bích Hữu kể vụ tai nạn, không dám soi gương, ăn cháo trắng suốt một năm. Lương Bích Hữu là một giọng ca nổi tiếng, được khán giả yêu thích thập niên 2000. Sau hai thập kỷ theo nghề, cô trải qua rất nhiều khó khăn thăng trầm. Gần đây khi tham gia một chương trình, Lương Bích Hữu xúc động khi kể lại những vất vả của nghề ca hát, trong đó nhắc lại vụ bỏng cấp độ 2, biến cố từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô. Năm 2011, Lương Bích Hữu từng gặp sự cố cháy sân khấu dẫn đến bỏng nặng, phải nghỉ ngơi thời gian dài, tâm lý bị ảnh hưởng. Lương Bích Hữu tâm sự, thời xưa đi diễn, gặp nhiều sự cố lắm. Ngày đó tôi đi diễn tỉnh, qua các con đèo dốc nên xe cộ gặp tai nạn, rồi sự cố sân khấu nữa. Tôi từng bị bỏng rất nặng, đó là biến cố lớn trong sự nghiệp của tôi. Sau khi sơ cứu tại chỗ, Lương Bích Hữu được chuyển về bệnh viện lớn để tiếp tục chữa trị. Các bác sĩ chẩn đoán chân phải của cô bị bỏng cấp độ 2, phần tay và má phải cũng bị cháy sạm. Giọng ca xem như em chẳng may nói Vụ bỏng khiến tôi vắng bóng trong khoảng thời gian rất dài Tôi từng nghĩ không thể trở lại showbiz được Khi đó tôi không dám nhìn vào gương Vì bỏng từ đầu tới chân Lương Bích Hữu kể quá trình hồi phục sức khỏe sau vụ bỏng Đồng thời phủ nhận nghi vấn giao kéo Khi đó tôi không dám hy vọng có được nhan sắc như bây giờ đâu Nhưng không phải tôi phẫu thuật thẩm mỹ Mà tôi có người mẹ cực kỳ thương tôi Luôn chăm sóc tỉ mỉ từng chút một khi tôi bị thương Mẹ thuê y tá về điều trị vết bỏng cho tôi Khi tôi lên da non mẹ dẫn đi bán laser để không bị sẹo. Quá trình này kéo dài 6 tháng. Một năm sau tôi giữ rất kỹ, không dám ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo trắng vì sợ bị sẹo lồi. Thậm chí sau khi bán laser cả năm trời tôi vẫn không dám ra nắng vì sợ da bị tái lại vết thâm. Nữ ca sĩ rưng rưng nước mắt nhớ lại quãng thời gian nghỉ ca hát vì tai nạn. Thời gian đó tôi rất nhớ sân khấu, nhưng cũng rụt rè không dám tiếp xúc với ai. Phóng viên báo chí gọi điện tôi không dám bắt máy, người hâm mộ liên lạc không được, viết thư động viên, nhét vào cửa nhà tôi. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, hồi tháng 9 năm 2020, Lương Bích Hữu cũng từng nhắc đến vụ tai nạn năm 2011. Cô cho biết, trong một lần đi hát, địa điểm, diễn bất ngờ bị cháy vì sự cố của diễn viên siếc. Lúc đó, trước mặt tôi là một biển lửa, mọi người chạy toán loạn chỉ có duy nhất ba chạy vào đám cháy bế tôi ra. Ca sĩ kể, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Lương Bích Hữu biết ơn tình yêu thương của cha mẹ và khán giả. Nhờ ba mẹ và khán giả mà tôi của ngày hôm nay hay tôi của 10 năm về trước, ngoài tuổi tác ra thì không có gì thay đổi. Có chăng là Lương Bích Hữu của hiện tại cứng cáp hơn, nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn để có thể bảo vệ người mà tôi yêu quý. Lương Bích Hữu tâm sự